Xin chào mọi người. Lâu hôm nay tôi làm một cái clip mà hướng dẫn chi tiết về vấn đề là cái mạ vàng quét, nước mạ vàng quét của chúng tôi. Thì điều kiện cần là các bạn cần phải có một cái bút vẽ, nhưng chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể làm chế được. Đó là cái thanh này chúng ta cần cực titan và chúng ta chỉ cần bông thôi. Cái vấn đề thứ hai nữa rằng các bạn cần một cái sản phẩm đó là mạ niken rồi. Vấn đề thứ ba nó là cái nước vàng quét, nước vàng này đậm đặc. Vấn đề thứ tư của chúng ta đó là chúng ta cần phải máy chỉ lưu. Thế vấn đề là chúng ta sẽ mạ vàng quét ở cái vôn nhiệt độ thường và ở vôn nó tầm khoảng từ 9 cho đến 10 vôn. Đây là cái thanh niken của chúng ta. Thì việc chúng ta rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ nhúng vào vàng. Đó, đây, nhúng vào. Và chúng ta quét. Đấy. Đấy, quét thì chúng ta cứ đưa đi đưa lại đó. Nhưng chúng ta phải đảm bảo được rằng điện nó sẽ vào, phải vào. Đó, bây giờ bắt đầu là sản phẩm chúng ta bắt đầu vàng. Nhưng mà trước khi các bạn muốn quét ok thì cái thanh này chúng ta phải được tẩy dầu và phải được hoạt hóa. Nhúng tiếp vàng này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Kéo giảm kia xuống 9V. Đấy, các bạn thấy sao? Đó, rất là đơn giản. Quét tiếp đoạn nữa. Thêm đoạn ngắn thôi. Đó, đây này, vàng lên này. Đấy. Rất đơn giản thôi. Rằng là sản phẩm, nhớ cho các bạn sản phẩm các bạn là phải tẩy dầu, phải được hoạt hóa. Đó, thì các bạn quét nó sẽ không bị ố. Đương nhiên là thỉnh thoảng các bạn hoàn toàn có thể nhúng một cốc nước, hoặc là chúng ta sẽ dùng cái phun xương, chúng ta phun để cho nó sản phẩm nó sẽ bị đều. Đấy, các bạn cứ vuốt thế này thôi. Đó, nhúng sản phẩm xuống nước này. Đó. Ok, thế là chúng ta sẽ đây quay sản phẩm vàng chóe. Đó, vàng 24K. Các bạn nhớ rằng để điện thế tầm khoảng từ 9 đến 10 V nhé. Thanh này nó là thanh titan và cái bông rất đơn giản thôi, thật sạch. Hoàn toàn các bạn có thể rằng là xi quét rất đơn giản. Các bạn có thể liên hệ để mua nước quét vàng 24K.